Rồi, hello thân ái, chào thấy các bác nha. Nay em gửi tới bác một con máy DC40G đời 2017 giá 290 triệu thôi nha các bác. Con này giá ok lắm. Con này có thông tin là DC40G, máy này đời Myanmar nha các bác. Máy này xuất khẩu sang Myanmar nè, 204-278. Rồi đây, em gửi tới bác phòng bông cuốn trước ha. Cái gì hậu? Mua hả? Hết hả? Rồi đây, tiếp theo mở cái nắp hồng rồi cho các bác xem ha. Nó không thành mới à. Ồ, máy đẹp quá. Lưới đập zin, thanh đập zin. À, lưới zin, thanh đập zin này các bác thấy rõ không? Máy này rẻ chứ. Sạc trước trên zin, sạc giữa zin nè. Đuôi cá zin luôn. Chắc chắn rồi. Dấu ra nè. Quá zin, quá đẹp. Nó có đây khoan zin nè, các bác thấy rõ không? Nó còn nó sơn luôn á. Con này đẹp chứ. Có cái sàn này thì hư thôi. Rồi, tiếp tục gửi tới các bác là rồi phần gió bồn gió còn rất là mới luôn nha các bác, gió xịn lắm. Wow, quá đẹp, mới xuống sơn sơ sơ rồi, chạy máy xéo qua tôi quay bơm số rồi. Rồi để cho anh kia chạy máy xéo qua ha, để quay cabin cho bác xem ha. Rồi, thấy rõ chưa ha? Rồi được rồi, giá hàm lên, giá hàm lên. Ok ok. Rồi, rồi xuống làm đi. Bây giờ, wow, à, mấy cái chữ Myanmar nè, các thấy không? Rồi bấm số đây. Số này chắc số ghi rồi. Con này ghi nha các bác, số ghi. Ok. Quay lại bộ số cho bác xem ha. Quá đẹp xe bé này. Ok, phải lót inox rồi nên ở dưới nó hơi mọt thôi các bác, thì cái đó là đúng thôi nha, chứ không có gì hết. Rồi tiếp tục gửi tới các bác cái phần bồn hơi móc góc trên nhẹ chút này, có thấy không, nhưng mà còn rất là ok nha, khá mới. Rồi tiếp tục đi tới dàn chân. Rồi các bác tự đánh giá nha. Rồi qua bên đây, đang chuẩn bị giao máy cho mấy anh khách ở Long An. Rồi đi chứng bên đây đây. Rồi đem đi ra sơ đích máy cho các bác xem ha. Thẳng thớm, rất là ok luôn. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video. Các bác nào muốn mua hàng liên hệ số điện thoại là 0916566577. Rồi bác nào các bác hãy nhấn like và đăng ký kênh của em ha. Em sẽ đăng tải tiếp những cái máy cho các bác xem nha. Còn nhiều máy hấp dẫn lắm. Rồi, các bác không xem thì phí lắm nha các bác. Rồi, xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Yên rách thì em làm lại cho các bác nha.